Quá hay. Anh trai qua đọc hát ABC nghe hay quá, đã quá đã. Sáng nay hai cho con mình leo núi cả nhà ơi. Đây là bên cái khu dân cư Legacy. Đây thì có cái đường leo núi. Leo núi lên trên đó. Hai cho con mình sáng là leo núi bên này. Còn Gia đi trước. Đi luôn nha. Tập thể dục đi con. Chút nữa mình sẽ leo lên cái nấc thang trên đó. Trên đó thì có mẹ Quan Âm. Thờ mẹ Quan Âm trên đó. Với một chút miếu sơn thần. Ở đây cũng có rất nhiều nơi tín ngưỡng tâm linh. Rồi con Gia leo cầu thang lên đi con. Rồi ra lên đây, ra đây. Lên trên luôn, ra lên trên luôn, ra lên trên luôn. Ở đây thì không khí rất là trong lành, nhất là vào buổi sáng. Nói chung là ở đây thì vào buổi nào cũng vậy chứ, không khí rất là trong lành. Từ sáng, trưa hay chiều. Cái nước thang có rất là nhiều màu sắc. Giống như là bảy sắc cầu vồng. Rất là đẹp. Lên đi con. Trên đây thì có tượng mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm Bồ Tát một. Rất là đẹp luôn. Ngồi ra ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi mệt đi. Rất là đẹp luôn. Buổi sáng mà mình leo núi như thế này thì rất là tốt cho cái sức khỏe luôn. Nhất là trẻ em. Trẻ em thì cần phải tập luyện để phát triển tốt xương cốt này kia. Ngoài ra thì rất là thích tập thể thao. Nhất là leo núi, rất là thích. Trên đó thì có miếu sơn thần trên đó. Sao xuống rồi con, sao xuống rồi. Nhìn sao xuống rồi. Thôi xuống rồi. xuống. Từ trên đây nhìn toàn cảnh xuống rất đẹp luôn. Ra xong đi bò xuống rồi nha. Nhà tới đây nằm luôn rồi. Đừng cởi dép con, mang dép đi con. Đã con dép xuống dưới rồi. Từ từ xuống. Nó bây giờ bò từng nấc thang xuống. Rồi xuống. Rồi con mang dép vô. Mày dép vô. Rồi mày dép giỏi quá, mày dép con mày dép vô nha. Mày dép nè. Dép. Giờ cha con mình sẽ đi xuống. Đi ngược xuống. Đường này nè con. Đường này nè quần dây. Em mua giỏ đó. Mua giỏ. Để tập những động tác mà cô giáo dạy ở trường. Chô. Hay quá. Giờ múa hay quá. Rất là giỏi á. Con múa rất là giỏi luôn con. Tao con múa giờ chưa cho ba coi nữa coi. Cô giáo dạy múa làm sao đâu. Hay quá hay. Anh trai qua đọc hát ABC nghe hay quá, đã quá đã. Khoái quá khoái. Anh trai qua đọc ABC DEFC á. H I J K á.
Rồi bây giờ Hoàng Gia tiếp tục leo lên chinh phục đỉnh thứ hai. Leo lên trên. Trên này có cái hai cái hồ nước mà không phải hồ bơi, để trồng sen này kia thôi. Nhưng mà Hoàng Gia khoái lắm, Hoàng Gia thử hồ bơi tính nhảy xuống bơi không à. Đó, nước bữa nay cạn rồi. Cái hồ nước bữa nay muốn cạn rồi. Bên đây cũng có cái hồ nước rồi. Có mấy đứa nhỏ lên đây nhảy xuống tắm luôn, nhưng mà nước không sạch lắm, rác nhiều lắm. Nên là tắm thì rất là ngứa ngáy luôn. Người ta làm giống như để chắc nữa trồng sen rồi, nhưng mà hiện giờ chưa trồng. Hồi ra gặp hồ nước là khoái lắm. Không được tắm con, nước dơ lắm con. Nước này đâu phải cho tắm đâu. Thời điểm này cây cối này kia khô hết trơn, do chưa lâu quá không có mưa, khô hết. Ở đây có chú ở nương quá trời đã, ở nước dơ, ở nương kìa, mập lù luôn kìa. Ở nương rồi nha, ở nương kìa, đã quá kìa. Gan vậy mà da, gan đụng cái phình to chứ mà da. Da gan vậy. Ảnh đường á, đang có ảnh đường đó, cho quay lại ảnh đường đó. Hơn sức to anh phình lên kìa. Đừng có đụng, đừng có hại nó nha, cứ đụng nhẹ nhẹ chơi thôi. Ủa, phình to nó sức to quá như cưng rồi mà da. Quá như cưng rồi. Đụng tới ảnh cái phình cái bụng lên quá trời to. Ảnh đường á. Anh Lương sống ở đây là thống trị cái hồ nước này luôn nè. Thấy mình lên ảnh nè. Bây giờ gan nó không biết sợ. Con không sợ đâu mà da. Đó, rồi vậy con. Đó, ở đâu xuống nước rồi mà da. Nó xuống nước rồi đó, đụng cái nó xuống nước rồi. Nó xuống rồi, ở đâu xuống nước rồi đó. Nó xuống nước lội rồi. Cưng quá. Cưng quá, cưng rồi, lội rồi. Cưng quá luôn rồi nha. Anh Hương lội luôn rồi nha. Anh Hương lội đi con. Kêu anh Hương lội rồi nha. Kêu anh Hương lội đi. Đó, anh Hương lội đó. Nó đã không? Cưng quá rồi nha. Thôi tụi con không được bơi nha. Anh cũng dèm dèm á. Dèm dèm tính xuống bơi đó. Không được đâu con. Không được, nước này phải dành cho người bơi. Nên dành cho anh Hương bơi thôi.